những đặc quyền của việc trở thành một người nổi tiếng ư? Những chiếc xe hơi đẹp, máy bay phản lực riêng, quần áo hàng hiệu, khu vực cấm bay cá nhân, biệt thự rộng lớn trị giá 7 triệu đô la. Ok, có thể không phải là người nổi tiếng nào cũng vậy, nhưng nó đúng với ngôi sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi. Và có những lý do sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Nếu tôi có thể tóm tắt lại, thì nó sẽ là vị trí, vị trí, vị trí. Ngôi nhà của ngôi sao 30 tuổi thân thiện với môi trường ở thành phố Gavà, một thị trấn cách sân bay chính El Prat của Barcelona 10 km. Và nghe này, đất đai của Messi đang ngăn cản sân bay mở rộng ra. Thêm vào đó, toàn bộ máy bay hoàn toàn bị cấm bay qua đó. Và có vẻ như là siêu sao bóng đá đang gây ra rất nhiều sự bất tiện. Giờ thì, trước khi bạn cho rằng đó là hoàn toàn do danh tiếng, quyền lực và tầm ảnh hưởng của một tài khoản ngân hàng lớn, thật ra những chuyến bay bị hạn chế không liên quan gì đến Messi cả. Không, tất cả đều là do luật pháp Tây Ban Nha. Tiền đạo của FC Barcelona sống trong khu vực được bảo vệ ở mức độ cao bởi luật môi trường. Nhà của anh ta vô tình nằm trong khu vực và có một điều luật về mức độ tiếng ồn. Không phần bị hạn chế vì âm thanh của máy bay sẽ quấy rối động vật hoang dã trong khu vực. Đó là lý do tại sao sân bay El Prat không được phép xây dựng thêm đường băng mới gần Gavà. Luật cũng quy định rằng máy bay phải bay ngay ra biển khi rời sân bay. Đó sẽ là phía nam nếu bạn đang cất cánh từ El Prat. Theo luật, họ không thể bay dọc bờ biển. May mắn cho Messi và gia đình, Gavà nằm ở phía tây sân bay nếu bạn đi dọc bờ biển. Vì vậy, chủ yếu là nhờ vào may mắn và pháp luật mà Messi được bảo vệ tốt khỏi một chiếc máy bay đến quá gần đất đai của mình. Nhưng tại sao các khu vực cấm bay lại quan trọng chứ? Giờ thì bạn biết rằng chúng giúp bảo tồn các khu vực bảo vệ môi trường. Chúng cũng thường là các di sản lịch sử thu hút du khách, các khu vực có xung đột nổi tiếng và đôi khi là nhà của những người nổi tiếng hoặc những người có tầm ảnh hưởng quan trọng khác. Tất nhiên, chỗ ở khiêm tốn của Messi không phải là khu vực duy nhất bị cấm bay. Đây là một số những địa điểm khác mà chuyến bay của bạn có thể sẽ tránh đi qua. Khu hoang dã Boundary Waters Canoe ở phía bắc Minnesota là vùng thiên nhiên hùng vĩ với diện tích 1 triệu mẫu anh. Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ giữ an toàn cho khu vực này ở mức độ cao. Khu rừng này là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ để câu cá, treo thuyền và đi bộ đường dài. Nó cũng là nơi có hồ băng và đá biến thể và vi hóa thạch. Lâu đài Windsor, Vương quốc Anh. Nằm ở Berkshire, Anh, vẻ đẹp kiến trúc này từng là một pháo đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 bởi nhà chinh phạt William. Tôi tự hỏi rằng bạn bè ông ta có gọi ông ta là Bill không nhỉ? Dù sao thì, kể từ đó, nó cũng đã có một lịch sử lâu dài và gắn liền với hoàng tộc Anh. Nó ở ngay đó cùng cung điện Buckingham cho đến khi nó được công nhận như là kho báu quốc gia. Nhân tiện, vùng không phận phía trên cung điện Buckingham cũng là khu vực cấm bay. Machu Picchu, nó là một trong những khu bảo tồn lịch sử nổi tiếng nhất hành tinh này. Vì lẽ đó, chính quyền Peru không thể mạo hiểm mà gây rối loạn di sản thế giới hay động vật hoang dã sống xung quanh nó. Chắc chắn rồi, rất nhiều khách du lịch đến thăm những di tích để tìm hiểu về đế chế Inca. Nhưng cho đến năm 2006 thì không ai được lái máy bay qua nó. Tây Tạng. Bạn cũng có thể cho rằng đây là một trường hợp tương tự đối với một nơi giàu lịch sử và văn hóa. Nhưng đối với Tây Tạng, hạn chế bay hoàn toàn là vì an toàn của hành khách. Vùng này không chỉ là ngôi nhà của ngọn núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest hùng vĩ, mà nó còn được bao bọc bởi các đỉnh núi khác. Điều đó có liên quan gì với máy bay? Ừ thì có một rủi ro là phi công sẽ không thể đáp máy bay xuống bất kỳ đâu giữa những ngọn núi đó trong trường hợp khẩn cấp. Cuba. Bất kỳ máy bay ngoại quốc nào tiếp cận Cuba đều phải được cấp phép đặc biệt trước thời hạn. Các hãng hàng không được phép bay vào Cuba bao gồm JetBlue, American Airlines, Delta Flight. Chuyến bay từ New York đến Havana là phổ biến nhất. Phần Lan. Đất nước Scandinavia này giữ danh hiệu là nhà của những người hạnh phúc nhất thế giới. Có lẽ một phần là vì không có tiếng máy bay phản lực đánh thức họ vào ban đêm chăng? Ok, không phải là toàn bộ lãnh thổ đất nước này đều là khu vực cấm bay, nhưng một số khu vực nhất định là chắc chắn. Điều đó bao gồm vùng không phận trên các nhà máy điện hạt nhân và khu vực xung quanh các nhà máy lọc dầu cũng không được phép. Đối với nhiều nơi bị hạn chế máy bay, có một vài điều đáng ngạc nhiên là chúng không có sân bay nào cả. Andorra. Quốc gia nhỏ bé nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha này thuộc dãy núi Pyrenees,
là nơi lớn nhất trên thế giới mà không có sân bay. Tuy nhiên, nó lại là nhà của 3 sân bay trực thăng. Vì vậy, nếu bạn có hứng thú muốn ghé thăm Andorra, bạn có lẽ sẽ cần tìm một chiếc máy bay trực thăng trước đấy. Liechtenstein, với 2 sân bay gần nhất kéo dài 50-80 km giữa biên giới Thụy Sĩ và Đức, du khách thường đi xe buýt hoặc xe lửa vào cái tiểu bang chềm giữa Áo và Thụy Sĩ này. Monaco, quốc gia Tây Âu nhỏ bé này cũng có sân bay trực thăng thay vì sân bay. Nếu bạn muốn đến đây bằng trực thăng, bạn sẽ hạ cánh xuống sân bay trực thăng Monaco ở Franvier. Tôi bắt đầu thấy một chủ đề khác ở đây. Các nước châu Âu gần nhau đến nỗi, nhiều nước thậm chí còn chẳng cần một trung tâm hàng không lớn và nhộn nhịp nào. San Marino là một tiểu bang khác, lần này là ở phía bắc nước Ý. Thật bất ngờ nó có sân bay trực thăng riêng, nhưng nó cũng tự hào có một phi trường nhỏ với đường băng cỏ. Phi trường là khu vực diễn ra hoạt động của máy bay. Điều đó có nghĩa là, về mặt kỹ thuật, tất cả các sân bay đều là phi trường. Tuy nhiên, không phải tất cả các phi trường đều được công nhận hợp pháp là sân bay. Vì vậy, nó đã lọt vào danh sách của tôi. Thành phố Vatican. Để giữ mối quan hệ với các đối tác châu Âu của nó, những người sống ở thành phố giàu có nhất thế giới sẽ cần bay đến Rome. Không phải là một bất tiện đáng kể, thành phố Vatican rốt cuộc cũng nằm ở Rome. Đó là một việc không thể để xây dựng và lắp đặt sân bay ở bất cứ đâu. Thành phố thậm chí còn nhỏ hơn cả Disneyland. Và nhân tiện thì hai công viên Disney ở Mỹ cũng là khu vực cấm bay. Cuối cùng, có một nơi khác ở Pháp mà không thể mặc quần có khó kéo ở phía trước. Chỉ có loại dùng nút mà thôi. Tại sao chứ? Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Nó cũng là một khu vực cấm bay. Xin lỗi, tôi không thể kiềm được mình. Tiếp theo là những quốc gia mà mọi người thường xuyên lui tới, khiến chúng trở thành nơi có nhiều sân bay nhất trên thế giới. Đếm ngược từ số 6, Argentina. Và chúng ta đã đi một vòng để trở về quê nhà của Lionel Messi. Sân bay quốc tế Ministro Pistarini là lớn nhất ở Argentina. Và nó vẫn tấp nập như vậy. Cho đến nay, sân bay đã phục vụ tổng cộng hơn 8 triệu 500.000 hành khách. Nó chỉ là một trong 1.130 sân bay trên cả nước. Số 5, Nga. Là quốc gia lớn nhất trên thế giới, có thể không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ lãnh thổ Nga rải rác vô số sân bay, chính xác là 1.218. Tấp nập nhất là sân bay quốc tế Moscow-Sheremetyevo, nơi đã phục vụ hơn 45 triệu hành khách trong năm 2018. Số 4, Canada. Hàng xóm ở phía bắc của tôi có nhiều hơn một chút so với 1.467 sân bay. Vào năm 2018, sân bay quốc tế Toronto Pearson phục vụ gần 50 triệu hành khách. Số 3, Mexico. Trong số 1.714 trung tâm hàng không của đất nước, sân bay quốc tế Mexico City là bận rộn nhất trong năm 2018. Họ đã phục vụ 47 triệu khách du lịch. Số 2, Brazil. Quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha duy nhất ở Nam Mỹ có lãnh thổ chủ yếu được tạo thành từ rừng mưa nhiệt đới Amazon, có đến 4.093 sân bay. Sân bay quốc tế Guarulhos ở Sao Paulo có nhiều hoạt động nhất, chỉ phục vụ 43 triệu người trong năm 2018. Và đến với ông trùm trong ngành kinh doanh hàng không. Số 1, Hoa Kỳ. Đó thậm chí còn chả phải là một ván đấu công bằng khi mà Hoa Kỳ là một quốc gia được lui tới nhiều nhất trên thế giới, có 14.712 sân bay. Ôi trời! Một cách cụ thể, nơi tấp nập nhất ở Mỹ là sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, Atlanta. Giữ chặt mũ của bạn, chỉ trong năm 2018, nó đã phục vụ hơn 107 triệu hành khách. Wow! Nhiều đó là rất nhiều hành lý thất lạc đấy. Trong đây có nơi nào mà bạn muốn ghé thăm không? Bạn đã từng đến bất kỳ nơi nào chưa? Hãy cho tôi biết trong các bình luận. Nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng nhau soi sáng cuộc sống nào.